mọi thứ nó sẽ đi lên từ đất nước. Mình chém đấy, mình không biết đâu. Em học đúng một bài đất nước đây là em cảm thấy rất là dễ. Đúng một bài, không ôn bài gì khác. Cháu vấn đề chỉ biết cười làm thôi. Chú ơi, chú đang chờ con đi thi ra chú. Dạ, không biết con có thể hỏi chú cảm xúc của chú bây giờ như thế nào được không? Hello. Chào mọi người, ngày hôm nay thì bọn mình đang có mặt tại điểm thi trường Trung học phổ thông Trần Phú, Hà Nội. Và hiện tại thì tụi mình đang có mặt tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa. Và hiện tại bây giờ là lúc 9 giờ sáng và tụi mình sẽ chờ đợi những thí sinh đầu tiên sau khi hoàn thành bài thi môn ngữ văn để hỏi các bạn cảm nghĩ các bạn như thế nào. Và đặc biệt là năm nay là một năm có hình thức thi nó hơi khác lạ so với các năm ấy. Thế nên là trên vẻ mặt họ đều hiện rõ nỗi đang rất là căng thẳng và lo lắng. Và tụi mình sẽ chờ đợi những thí sinh đầu tiên và trong lúc đó thì chúng ta hãy cùng đi phỏng vấn cảm nghĩ của một số phụ huynh đang có mặt ở đây để chờ con em mình ha. Đây bây giờ thì đi nào. Dạ, vậy thì cảm xúc của chú bây giờ chờ đợi như thế nào? Hồi hộp này thôi, chồng con nó làm được bài thi tốt trong kỳ thi này. Giờ không biết nói sao. Rất là lo lắng nhưng mà cũng động viên nó rồi. Cứ bình tĩnh đi thi thôi, không có vấn đề gì. Cô chú cũng đang rất hồi hộp bởi vì kỳ thi ở trong mùa Covid. Hồi hộp lắm. Cảm xúc hả? Dạ. Nhớ lại hồi thời của mình. Ủa vậy hả? Cách đây khoảng 30 năm. À, hồi đó chú cũng thi, chú thi trường gì chú? Hồi đó chú thi trường Bách Khoa. Chúc các con thì năm nay năm ngựa, mã đáo thành công, luôn luôn có sức khỏe và thi cử là hanh thông, thuận lợi. Ừ, cô chú chỉ chúc tất cả các con bình tĩnh, tự tin để làm bài thật tốt trong mùa dịch Covid này. Cô mong rằng các bạn năm nay thi thật tốt để bạn nào cũng đạt được đúng như ý nguyện của mình. Đây trên đây là tâm trạng của các vị phụ huynh đang chờ đợi con em của mình bước ra khỏi phòng thi. Và bây giờ thì chúng mình sẽ tiếp tục chờ đợi thêm. Và có thêm một thông tin dành cho các bạn, nếu như ai đang quan tâm chiếc Apple Reno 4 thì hiện tại 7S đang có những chương trình ưu đãi khuyến mãi siêu hấp dẫn và tụi mình sẽ để link bên dưới cho các bạn quan tâm nhé. Cảm thấy rất vui tại vì mặc dù không có lấy điểm văn ấy chị, nhưng mà em cảm thấy là không có học chữ nào hết. Nhưng mà em biết rất là tận tâm luôn, em đang mong chờ, không biết văn được bao nhiêu điểm, em đang mong chờ điểm văn mà em không có cần điểm đâu. Khá là vui khi mình làm hoàn thành đủ bài ạ. Đề dễ chị đảm bảo điểm cao chắc chắn luôn, trời hạnh phúc. Em học đúng một bài đất nước đây là em cảm thấy rất là dễ. Em học đúng một bài không ôn bài gì khác. Đúng một bài đất nước không ôn bài gì khác. Đất nước, không ôn bài gì khác. Trời nhìn đề chỉ biết cười làm thôi. Mới đầu cũng hơi hồi hộp xíu. Tại cái bài này không có vô tủ của em. Bài gì? Dạ, em ôn bài tủ là bài Việt Bắc mà ra đất nước. Mọi thứ nó sẽ đi lên từ đất nước. Mình chém đấy, mình không biết đâu. Nói chung là đề rất là ok, em làm thoải mái, không vấn đề gì phải lo cả. Nó không hẳn là bài em mong đợi, nhưng mà với khả năng chém đúng của mình thì em cũng tự tin là mình là được bài ạ. Bình thường, dạ, tại vì kiểu mình có ôm rồi đó nên là cũng thoải mái. Em ra phòng thi xong mọi chuyện cũng như ý muốn của em rồi, chị hiểu không? Nên là em làm cũng ok lắm chị. Em thấy đề thi năm bài đề thi đất nước năm nay thứ nhất là nó cũng vừa sức ạ. Cảm thấy đề văn nó khá là dễ ạ, cho nên là em nghĩ là điểm các bạn cũng sẽ cao ạ. Em cũng không có biết bài đề với năm trước hay nào, nhưng mà em thấy nó bình thường. Dạ cũng hả? Dạ không có khó. Nhưng mà trúng tủ không? Dạ em đỡ học luôn. Em đỡ học rồi em trúng. Ok. Em vẫn rất là vui. Ok. Dạ thì em thấy đề cũng khá là khó là dưới 8. Dạ em chắc chắn là ra Việt Bắc, nhưng mà nó ra đất nước, gọi là cái đoạn em chưa đọc bao giờ. Dạ cũng dễ chị, không quá khó. Ai cũng làm. Em cảm thấy như là cũng trên trung bình được á chị. Trúng tủ chị, em đoán trúng đề đất nước luôn chị. Ủa vậy hả, vậy đánh giá đề là dễ hả? Dạ, vậy em đoán khoảng được bao nhiêu điểm? Em nghĩ là chắc cũng tầm 7-8 điểm á, 7-8 điểm. À, nếu được chắc cỡ 7 điểm. Em nghĩ là em được tầm gần chọn 3 điểm ạ. À, chắc tủ thì không chắc, nhưng mà em xin nhẹ 7 điểm là được rồi vậy. Trên trung bình. 6, tầm 6, 6 mấy à. Thôi nói trước bước qua. Ok rồi, cảm ơn mọi người, cảm ơn hai đứa nha. Mong các bạn S Channel
tạm biệt các bạn 2K3, 2K2. Trong những môn thi sắp tới sẽ thật là cố gắng và làm hết sức mình. Em cũng mong tất cả mọi người đều có điểm thật tốt ạ. Và đó là cảm xúc của các bạn thí sinh đầu tiên sau khi hoàn thành bài thi môn ngữ văn. Và có lẽ là các bạn ai cũng vui mừng khi gặp đề của năm nay cả. Theo như các bạn thí sinh chia sẻ thì đề văn năm nay được đánh giá khá là vừa sức và sẽ có nhiều bạn đạt được điểm từ trên trung bình trở lên. Thực ra mọi người lúc đầu mình bảo là mình hồi hộp, rất hồi hộp tại vì là đề văn nó không chỉ ảnh hưởng đến các bạn thí sinh mà còn ảnh hưởng đến các bạn eternal nữa. Tại vì là thể nào anh Huy cũng sẽ bắt bọn mình giải đề văn mà không ai muốn lộ cái ngủ mình ra hết. Thế nên là đề dễ thì bọn mình còn chém gió được. Đúng rồi, mọi người đều nhận xét là đề rất là dễ. Có những bạn là đề vừa tầm và không cần phải ôn gì hết. Thì đó là ngày đầu tiên, hy vọng là đầu xuôi thì đuôi lọt. Mong là các bạn sẽ tiếp tục hoàn thành thật là tốt những ngày thi sau. Và các bạn đừng quên theo dõi channel tại vì chúng mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong xuyên suốt mùa thi Trung học phổ thông quốc gia. Tạm biệt, hẹn gặp lại trong những video lần sau. Đừng quên subscribe cho channel nhé. Bye bye.